Để có những chuyến hải trình dài ngày an toàn, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân luôn quan tâm đến việc bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện tàu thuyền. Với tinh thần chủ động sáng tạo và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong công tác kỹ thuật, những con tàu của vùng luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng chiến đấu cao. Khoang máy chính được ví như trái tim của con tàu. Do vậy, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Quý và đồng đội luôn phải chăm sóc tỉ mỉ sức khỏe và khả năng hoạt động của máy tàu. Trước mỗi chuyến hải trình, công tác kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số càng phải kỹ lưỡng, cẩn trọng hơn để máy hoạt động dài ngày trên biển mà không để xảy ra sự cố. Trong quá trình vận hành, sửa chữa để đảm bảo độ tin cậy của máy móc, đòi hỏi chúng tôi có sự tỉ mỉ, sáng tạo, linh hoạt và độ chính xác cao. Chúng tôi cần phải nắm chắc cái tính năng, cấu tạo, quy trình vận hành, sử dụng vũ khí trang bị. Hiện nay, các tàu ở Lữ đoàn 172 đều đã qua thời gian sử dụng. Do đó, việc bảo đảm kỹ thuật là yêu cầu rất quan trọng. Đây cũng là nội dung được chi bộ các tàu đưa vào nghị quyết hàng năm, xác định rõ công việc, phân công lực lượng, đề ra biện pháp cụ thể. Trong đó, một trong những yêu cầu cao là các tàu duy trì tốt nhất công tác bảo quản, bảo dưỡng hàng ngày, hàng tuần, cả trước, trong và sau mỗi hải trình. Vũ khí trang bị kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyên, nâng cao hệ số đồng bộ và tất cả các trang bị đều phải hoạt động tốt, đủ điều kiện để đi biển. Làm tốt công tác chuẩn bị, vật tư, kỹ thuật để thay thế, bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ đi biển dài ngày. Xác định con người là yếu tố quan trọng. Từng đơn vị tập trung tổ chức huấn luyện bộ đội về quy trình khai thác, sử dụng vũ khí, phương tiện, huấn luyện nâng cao tay nghề sửa chữa, bảo dưỡng. Lữ đoàn cũng ứng dụng hiệu quả, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác chuyên môn kỹ thuật để tiết kiệm công sức, thời gian và kinh phí. Về con người thì chúng tôi tổ chức huấn luyện và tổ chức huấn luyện bổ sung, đặc biệt huấn luyện bổ sung các đồng chí mới về và các đồng chí còn yếu để nâng cao tay nghề cho cán bộ nhân viên kỹ thuật, tập trung huấn luyện vào các cái phương án xử lý sự cố và quy tắc đảm bảo an toàn, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật chuyên sâu cho vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo tình trạng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động trên biển. Vừa qua, Lữ đoàn 172 đã đầu tư sửa chữa 150 hạng mục, trong đó có hơn 20 hạng mục sửa chữa vượt cấp. Nhờ đó, tình trạng kỹ thuật và sức mạnh của những con tàu luôn được đảm bảo, vững vàng vượt sóng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.